Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ VTC News, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa ký công văn khẩn gửi Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật về tổ chức trông giữ xe tại các công viên công cộng trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị quản lý công viên công cộng có đủ cơ sở tổ chức bãi giữ xe và các dịch vụ thiết yếu khác trong công viên đúng quy định. Sở Quy hoạch Kiến trúc được giao khẩn trương triển khai việc hướng dẫn lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc phương án sử dụng tổng mặt bằng công viên công cộng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng năm 2021, năm 2022 và năm 2023. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật rà soát nhu cầu gửi xe của người dân khi đến các công viên công cộng vui chơi giải trí, luyện tập thể dục thể thao để có phương án tổ chức bãi giữ xe phù hợp với tổng mặt bằng của công viên. Trước mắt, trong trường hợp chưa bố trí được bãi giữ xe trong công viên, cơ quan quản lý công viên phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tổng hợp các điểm trông giữ xe tại khu vực lân cận công viên và lắp đặt các bảng thông tin hướng dẫn để người dân tiếp cận thuận lợi. Về tình trạng dừng đậu xe dưới lòng đường xung quanh công viên, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức thường xuyên chủ động tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý theo quy định để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông. Trước đó, theo báo cáo của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có tới 391 trên 424 công viên không có bãi giữ xe. Nguyên nhân do các công viên này nằm trong các khu dân cư có diện tích nhỏ do Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức quản lý, không có vị trí phù hợp bố trí bãi giữ xe. Việc tổ chức bãi giữ xe cho các công viên đang gặp khó khăn về cơ chế thực hiện. Cụ thể, hiện nay chưa có hướng dẫn về việc sử dụng tài sản công tại các công viên, dẫn tới việc một số đơn vị quản lý công viên không tổ chức lực lượng giữ xe. Cùng với đó, điều kiện bố trí bãi giữ xe cũng gặp khó khăn khi hiện nay các công viên chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc phương án sử dụng tổng mặt bằng. Báo Dân Trí ghi nhận, thời gian gần đây, người dân đến công viên Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh phải dựng xe ở lòng đường do công viên không có bãi giữ xe. Người dân thành phố Hồ Chí Minh lo trộm lấy xe khi tập thể dục ở công viên. Không còn khu vực trông giữ xe, công an địa phương phải cảnh báo người dân về tình hình trộm cắp. Người dân thường dựng xe ở khoảng đất công viên thụt vào so với mặt đường giao thông. Một người đi tập thể dục ở công viên cho hay, nếu không đi qua thỉnh thoảng ngó xe, lỡ có trộm bẻ khóa phóng xa đường là mất. Do không ai trông xe, nhiều người đến công viên thường sử dụng loại xe đời cũ có giá trị thấp so với thị trường hiện tại. Với suy nghĩ chắc xe rẻ không ai lấy. Để an toàn khi đi tập thể dục, nhiều người còn dùng xích để khóa bánh xe lại chống trộm, thậm chí chủ xe đưa phương tiện của mình đi lên vỉa hè. Dựng xe núp vào cây sát đường đi bộ trong công viên để tiện trông coi. Nhân viên thuộc đơn vị quản lý công viên cho biết lý do dừng hoạt động bãi giữ xe đã được dựng bảng thông báo công khai cho người dân. Còn khi nào hoạt động trở lại thì phải đợi có đơn vị thầu mới kinh doanh lại bãi xe. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, ngụ quận Phú Nhuận, tập thể dục ở đây nhiều năm cho hay, xung quanh công viên cũng có nhiều chỗ gửi xe ở bệnh viện Tâm Anh, đối diện. Tuy nhiên, khoảng cách đi bộ xa hơn và việc sang đường khá mất thời gian do xe cộ nơi đây chạy liên tục, chưa kể lúc kẹt xe giờ cao điểm. Trước đây, công viên có cầu bộ hành bắc ngang đường Phan Đình Giót, người dân có thể đi bộ an toàn giữa hai phần công viên. Hiện cầu đã bị dỡ bỏ để phục vụ cho thi công mở rộng đường. Từ tháng 6 đến khoảng tháng 8 năm 2024, phần đất công viên Hoàng Văn Thụ bị cắt khoảng 1.600 m2 nằm phía đường Phan Đình Giót và Trần Quốc Hoàn. Để làm đường tạm, phục vụ thi công hầm chui nối Trần Quốc Hoàn, Cộng Hòa giảm kẹt xe cửa ngõ sân bay. Công viên Hoàng Văn Thụ rộng 106.500 m2 có hình tam giác. Nằm giữa các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất gồm Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn, Phan Đình Giót với các đặc điểm nằm sát đường giao thông là mảng xanh hiếm hoi ở khu dân cư gần sân bay. Công viên là nơi thu hút người dân đến vui chơi, tập thể dục hoặc nghỉ chân tìm bóng mát. Theo thông tin từ báo Người Lao Động, thiếu bãi đỗ xe là vấn đề mà ngành giao thông loay hoay suốt thời gian dài. Nói về dự án các bãi đỗ xe ngầm triển khai đã nhiều năm nhưng vẫn nằm trên giấy, đại diện Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ba dự án dự kiến đầu tư theo hợp đồng BT đã dừng thực hiện gồm các bãi đỗ xe công viên Lê Văn Tám, Tào Đàn, sân vận động Hoa Lư đều ở địa bàn quận 1. Riêng bãi đỗ xe ngầm kết hợp thương mại dịch vụ sân khấu chống đồng quận 1 đang được nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh quy hoạch và sẽ mất nhiều thời gian.
Chia sẻ thông tin về bãi đỗ xe trống đồng, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Đông Dương nhà đầu tư cho biết, công ty vừa có văn bản kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh rà soát lại toàn bộ pháp lý, tháo gỡ các vướng mắc để dự án có thể khởi công. Nhà đầu tư đã 3 lần làm lại các thủ tục đầu tư và 5 lần dừng dự án mà chủ yếu xuất phát từ yêu cầu của sở ngành và điều chỉnh quy hoạch. Để giải quyết bài toán thiếu bãi đậu xe ở khu trung tâm thành phố, theo Sở Giao thông Vận tải, phương án khả thi là xây dựng các nhà để xe cao tầng lắp ghép. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải đã đề nghị khẩn trương rà soát các vị trí đất trống do nhà nước quản lý để xây dựng các bãi đậu xe công cộng lắp ghép thông minh. Phương án này được cho là có nhiều ưu điểm, chiếm ít diện tích, chi phí thấp, thi công nhanh, hệ thống dễ lắp đặt, có thể tăng số lượng điểm đỗ bằng cách lắp ghép các block lại với nhau. Khi cần cũng có thể dễ dàng tháo dỡ, di rời. Theo Sở Giao thông Vận tải, hiện có 4 khu đất đang được đề xuất xây dựng bãi đậu xe lắp ghép theo công nghệ bán tự động, thời gian sử dụng trong 5 năm. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, hiện nay tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở thành phố Hồ Chí Minh khó xử lý xẻ, trong khi lực lượng trật tự đô thị không thể cứ tuần tra, phạt 24/24 giờ được. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức, Đại học Việt Đức nhận định, việc thu phí sử dụng tạm đi kèm các biện pháp quản lý đảm bảo trật tự giao thông là cần thiết. Tuy nhiên, bao lâu nay, người dân đã quen với việc sử dụng lòng đường, vỉa hè miễn phí. Nhiều chủ nhà mặt tiền mặc định phần lòng đường, vỉa hè trước nhà là được thoải mái sử dụng. Cho nên, việc triển khai thu phí cần dựa trên kinh nghiệm quốc tế, thí điểm mô hình thu phí tại một số tuyến, khu vực trước rồi mở rộng để nhận được sự đồng tình lớn từ người dân. Qua đó, người dân thấy được lợi ích của thu phí sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè là lợi ích bền vững, lâu dài. Họ thấu hiểu hơn và cùng chính quyền xây dựng đô thị. Ở thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức thu phí hợp lý, mọi công tác triển khai có hệ thống đồng bộ sẽ tạo ra một nguồn quỹ riêng để cải thiện, nâng cấp hạ tầng lòng đường, vỉa hè mà trước nay chưa hề có. Nguồn thu từ đây hỗ trợ cho nâng cấp, cải tạo, bố trí các khu vực công cộng, phục vụ người dân, du khách thuận tiện. Ngoài ra, trích một phần trong đó hỗ trợ các hình thức giao thông xanh như xe buýt, xe đạp công cộng. Theo đó, trật tự lòng lề đường tốt lên, thành phố Hồ Chí Minh thay đổi hoàn toàn bộ mặt đô thị, hình thành văn minh sử dụng không gian công cộng. Điều này gắn liền với mong muốn thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị ít xe cá nhân hơn, xe công cộng phát triển. Về phía người dân, phần lớn người dân rất quan tâm đến việc thu phí sử dụng tạm lòng đường hè phố bởi nó gắn liền với lợi ích, nguyện vọng và trách nhiệm của người dân. Đây cũng là cơ hội tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Các vấn đề mà người dân đặt ra đó là vấn đề an toàn giao thông đường bộ và mỹ quan đô thị. Thực trạng giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh hiện đang bị quá tải về hạ tầng cơ sở. Vì thế, nếu triển khai thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố, chính quyền cần tính toán kỹ lưỡng, bám sát thực tế hơn và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên. Về phía người thuê thì phải tuân thủ quy định chung, kinh doanh và buôn bán đúng phần diện tích đã thuê, không lợi dụng để chiếm luôn, dùng vào mục đích khác. Thực tế nhu cầu sử dụng vỉa hè để kinh doanh là rất lớn. Theo số liệu tính toán của đề án, thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 12 triệu mét vuông vỉa hè. Nếu được tổ chức bài bản sẽ đem về nguồn lợi không nhỏ cho ngân sách. Dù vậy, mức phí thu cần tính toán sao cho hợp lý giá mặt bằng thị trường, từng khu vực, hài hòa lợi ích nhà nước và người dân. Cần phải cụ thể bao gồm nhiều mức khác nhau tùy từng quận, huyện, vị trí và cả đối tượng nộp phí, ví dụ như các chợ tự phát, người bán hàng rong. Việc thu phí chính thức về mặt quản lý giúp họ ổn định kinh doanh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.